Minh Tú, Lan Khuê Hàn gắn, chính thức xin lỗi nhau về chuyện hậu trường The Face 8 năm trước. Mới đây, Minh Tú và Lan Khuê đã có cơ hội gặp lại nhau và cùng trò chuyện sau 8 năm từ khi chương trình thực tế The Face lên sóng. Cả hai không ngại chia sẻ về những chuyện đã qua cũng như thẳng thắn bộc bạch về những lời nói khiến cả hai tổn thương trong quá khứ. Một lần tôi trả lời trên tại podcast luôn. Tôi nói là tôi có một người tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi, bởi vì tôi cảm thấy là cái sự nóng giận đó của mình cũng đã nói ra những cái câu khiến cho người, dù là cố ý hay là vô ý, nhưng rõ ràng là khiến cho người đó tổn thương. Thì ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, tôi xin lỗi bạn vì những cái câu mà ngày xưa tôi không kiểm soát được. Mới vui khi ngày hôm nay ngồi đây tâm sự với Tú, thấy Tú trưởng thành hơn trên mạng xã hội, nhưng mà hôm nay thật sự là ngồi nói chuyện cảm nhận người đó. Cũng mong rằng hành trình sắp tới của Tú sẽ là nhiều hạnh phúc, bởi vì là Tú cũng sắp bước tới một cái hành trình mới, rất mới. Nói chung là cảm ơn Tú vì đã hạnh phúc, và cũng tôi cũng mong Tú sẽ hạnh phúc không chỉ ngày hôm nay, ngày mai, mà còn mãi mãi về sau. Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, nó nói ra thời điểm này Khuê nghĩ là nó cũng trọn vẹn nhất. Xin lỗi vì mình cũng đã mất quá nhiều thời gian để mà có thể hiểu nhau. Cảm ơn bởi vì ít nhất là trải qua một khoảng thời gian dài, nhưng mà chưa đứa nào bỏ mặc kệ đứa còn lại, cũng luôn dành cho nhau cái sự quan tâm cũng như là cho nhau những tín hiệu để hiểu được rằng cả hai hướng về nhau. Những gì mà bản thân Khuê muốn gửi đến Tú, nói đến Tú, tôi mong rằng hành trình sắp tới của Tú sẽ hạnh phúc,